xe đây chứ mày. Con này mấy mét vậy bác? Con này mấy mét vậy bác? Con này á, 4 mét à. Tránh với cái chỗ cỏ mấy. Xe 4 mét mà nhìn rất là to luôn các bạn. Xem các anh chuẩn bị lên con gì siêu phẩm 4 mét. Con này hoàn toàn bằng tre hết anh. Okay. 4 mét mà nhìn thấy to ghê á. Rồi anh này anh thả bằng dây này không phải ami nhăn các bạn. Này gì dù hay gì gì đó anh không có guồng luôn. Ôi thả phải nhiều người chứ một mình anh chịu nổi không? Hả? Một mình anh chịu nổi nhiều không? Nổi sao mày? Người anh to luôn này. Ôi. Anh không có cái guồng nữa nha các bạn. Anh cầm một bó dây luôn. Rồi anh chuẩn bị kéo con diều siêu phẩm này đây. 4 mét. Có vậy rồi các bạn. Nói vậy còn ngồi luôn rồi. Rồi anh đã cột cây vào cái cây rồi. Đây là siêu phẩm con diều mới vừa lên bầu trời đây các bạn. Là con diều sáu đã ở dưới đó rồi đây các bạn. Rất là nhiều diều sáu bay cùng siêu phẩm này đây.